Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình quay chú mình cưa cái cây dầu nhỏ gần trụ điện nha các bạn, gần cái bức tường này luôn, để mình quay lại. Cây này quá xá nhánh luôn, cao lúc tú của chảnh nha các bạn. Rồi chú mình leo lên nè các bạn ơi. Bông dầu quý. Dạ. Cái bông dầu các bạn. Rồi, chú mình leo cái mấy cái nhánh rồi đây các bạn ơi. Trụ điện ngoài kia, trụ điện mình sắt nó yếu. Rồi chú mình leo lên nữa. Cây này nó cao lắm nha các bạn, để mình zoom gần lên tí các bạn ơi. Nằm gần cái trụ điện, gần cái hàng rào, cho nên chú mình phải cắt nhỏ nhỏ xuống nha. Chú mình tắt máy leo lên trên tiếp. Cây này nó nhỏ mà nó dài, nó cao. Thank you.
mấy cái nhánh trên. Các bạn ơi, rồi chú đã cưa mở miệng xong ở bên kia luôn quá, mình thấy nó chiều đó các bạn, ngã đó các bạn ơi. Wow, ngã đảo ngược lại cái đây các bạn. Chú mình mang mấy cưa leo xích xuống rồi đó các bạn ơi. Xuống nha.
Rồi bây giờ mình ở đây xin tạm biệt các bạn.